Ô, bắt buộc M3 ra rồi này. Ngon luôn, nhưng mà M1 đâu ấy nhỉ? M1 đâu? Đâu rồi? Xin chào, lại là Trường và Magwan đây. Như ở đầu video các bạn đã xem, Apple đã chính thức tung ra MacBook Air M3 trong trang chủ của mình. Và khi mà mình nhìn thấy thông tin này, mình cũng không có gì gọi là quá bất ngờ khi mà Apple cho thêm M3 lên. Mặc dù cũng hơi bất ngờ một chút về cái thời gian, nhưng nó cũng chỉ là một cái sản phẩm nâng cấp hơn của M2 mà thôi. Tuy nhiên, khi mà nhìn kỹ hơn một chút về các sản phẩm khác ở trên web thì mình lại nhận ra một vấn đề vô cùng lớn ảnh hưởng đến việc mà các bạn lựa chọn máy đấy nhá. Vậy vấn đề đó là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. Thôi thì dù sao mà sản phẩm mới ra thì chúng ta cứ đảo qua một tí nhỉ. Điểm nổi bật của MacBook Air M3 chính là nằm ở con chip. Theo như Apple thì sản phẩm mới của nhà táo sẽ nhanh hơn 1,6 lần so với MacBook Air M1 và đến 13 lần so với một chiếc MacBook Air sử dụng chip Intel. Vẫn là những thông số cực kỳ lý thuyết đến từ Apple. Và dựa theo những cái gì cá nhân của mình đã nhìn thấy được từ những sản phẩm đã được ra mắt trước thì có lẽ đây cũng là một sản phẩm nó không quá nổi bật đâu. Sức mạnh của nó thì có thể mạnh hơn Air M1, có thể mạnh hơn Air Intel, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn quá vượt trội so với cả M2. Tức là nếu như bạn nào mà đang sở hữu M2 thì ngay tại thời điểm này cũng có thể là tắt video đi rồi, chả quan tâm làm gì đến M3 cả, bởi vì M2 vẫn đang rất là tốt. Thế nhưng không dừng lại ở đó, Apple vẫn biết cách hút máu của chúng ta bằng cách mà đưa thêm một số các cái yếu tố nhỏ nhỏ nữa. Ví dụ như là MacBook M3 của chúng ta bây giờ có thể xuất được hai màn hình mà không cần một cái hub bên ngoài để có thể hỗ trợ xuất thêm màn hình. Cùng với đó nữa, ở bên trong hộp chúng ta sẽ được trang bị thêm một cụm sạc có hai đầu Type-C và công suất sạc là 35W để các bạn có thể cắm thêm dây sạc vào cho chiếc iPhone 15 Pro Max màu titan tự nhiên của chúng ta cũng được. Tổng kết lại về sản phẩm M3 mới ra này thì cũng chẳng có gì cả. Nhưng khi mà chúng ta nhìn lại về những sản phẩm khác và những sản phẩm đang không có ở trên trang chủ của Apple nữa thì đây lại là cái ý vô cùng quan trọng đấy nhá. Và sẽ có hai điểm mà mình cần lưu ý như sau. Điểm đầu tiên, sự biến mất của MacBook Air M1. Và đây cũng có lẽ là sản phẩm MacBook cuối cùng của chúng ta có một cái thiết kế của các thiết bị đời trước. Tức là bây giờ Apple đã chính thức thay đổi bộ nhận diện sản phẩm của họ cho sản phẩm MacBook rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đều có MacBook Air và MacBook Pro có chung một thiết kế. Nó hơi vuông một chút, nó có một cái phần notch ở giữa và như thế đã là hoàn toàn đồng bộ giữa MacBook Air và MacBook Pro. Nhìn lại một chút về MacBook Air M1 thì đây là một sản phẩm có mức giá gọi là mềm nhất trong tất cả các sản phẩm MacBook, và đây cũng chính là lý do lớn mà dành cho người dùng khi mà tin tưởng lựa chọn MacBook Air M1. Mức giá của các sản phẩm MacBook khác tất cả đều phải lớn hơn 25 triệu trở lên, nhưng chỉ riêng MacBook Air M1 tại thị trường Việt Nam giá có 18.090.000 trên trang chủ của Magwan. Như vậy thì đây là một món quá hời cho người dùng rồi. Nhưng bây giờ khi mà Apple đã chính thức khai tử MacBook Air M1 đi rồi thì làm sao mà chúng ta có một cái deal hời như thế nữa. Thế nhưng dựa vào những gì mà mình đã nói ở bên trên thì có lẽ MacBook Air M2 cũng có thể sẽ trở thành người thay thế cho MacBook Air M1. Nhờ cái mức giá của nó chắc chắn sẽ đi xuống thêm vài triệu nữa nếu như mà MacBook Air M3 giữ lại vị trí của MacBook Air M2 bây giờ. Tức là nếu như thế thì MacBook Air M2 sẽ giảm đi khoảng vài triệu đấy. Tức là loanh quanh nó sẽ khoảng cỡ từ 21 đến khoảng 23 triệu. Mình nghĩ như vậy. Thì tính ra như thế thì nó cũng là một món hời, bởi vì cơ bản thiết kế của nó giống y hệt với cả sản phẩm MacBook Air mới nhất bây giờ. Chip thì vẫn đang còn tương đối là ổn. Mà ngoài ra màu sắc cũng không hề thay đổi đâu nhá. Bốn màu của chúng ta, Gray, Silver, Starlight và Midnight đều được giữ lại trên MacBook Air M2. Và M3 cũng sẽ như vậy, không có thêm màu mới nào cả. Còn nếu như bạn là một người dùng chỉ quan tâm đến công năng sử dụng và giá cũng phải tương đối tốt thì đây chưa chắc đã giòn đâu nhá. Apple là một công ty tư bản đến từ một đất nước tư bản thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có một cái deal hời gọi là quá hời đâu. Mức giá của nó sẽ không thể nào mà nó xuống giống như M1 tại thời điểm này được, bởi vì là thiết kế mà nó giống y hệt như một sản phẩm mới như thế thì làm sao mà có thể mà cho chúng ta một mức giá tầm 18,9 triệu như MacBook Air M1 được. Điểm thứ hai mà mình muốn đề cập tới đó là sản phẩm MacBook Air còn lại mà chúng ta chưa hề nói đến, MacBook Air 15 inch M2. Có vẻ như là Apple khá là có thù gì đấy với cả M2 Family thì phải, khi mà M2 Pro 14, 16 inch và MacBook Air M2 15 inch ra mắt chưa được 1 năm nhưng mà đã bị khai tử rồi. Và bây giờ MacBook Air M3 15 inch sẽ thay thế cho thiết bị tiền nhiệm của nó. Thiết kế vẫn vậy, chip cải thiện hơn một chút, không có gì thay đổi cả, nó cũng giống như là cái máy mà mình vừa nói thôi. Với định hình là một sản phẩm văn phòng và chúng ta cũng có thể làm thiết kế đồ họa dạng nghiệp dư hoặc là bán chuyên ở trên MacBook Air M2 thì đây
là một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời tại thời điểm này để các bạn có thể lựa chọn. Giá đã được giảm đi vài triệu, thiết kế vẫn là một thiết kế mới, con chip vẫn đang còn đủ khỏe. Và như vậy thì chẳng có lý do gì để chúng ta có thể lựa chọn thêm MacBook Air M3 cả. Một sản phẩm mà không có gì nổi bật và giá bây giờ đã có thể coi như là một cái gì đấy cao hơn so với cả MacBook Air M2, một deal cực hời của chúng ta. Tiếc thay là không còn MacBook Air M1 nữa. Tiếc thay không còn MacBook Air M1 nữa là phải vài tháng nữa cơ. Còn bây giờ Mac One vẫn đang còn rất nhiều MacBook Air M1 cho các bạn. Mức giá thì có thể là cũng sẽ tăng lên nhưng không đáng kể đâu. Vẫn sẽ là một điều tốt cho bạn nào vẫn yêu cầu MacBook Air M1 là một người bạn đồng hành cho mình. Và đường link mình sẽ để ở bên dưới cho các bạn tham khảo cả MacBook Air M1 và MacBook Air M2 luôn. Được rồi, đó là những phân tích cơ bản của mình về MacBook Air M3 và những cái phân cấp tương lai của Apple. Cùng với đó cũng là một vài ý kiến để các bạn có thể là tham khảo lựa chọn một chiếc MacBook cho mình. Nếu như sản phẩm MacBook Air M3 chính thức về Việt Nam thì liệu các bạn sẽ chọn M3 hay là vẫn trung thành với cả MacBook Air 2022? Thì có thể để lại ý kiến bên dưới với comment nhé. Và nếu thấy nội dung này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay có trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.